Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, con sâu to đùng trong bộ công an. Ngày 15 tháng 9, nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, trong thời gian trước đây, khi còn giữ chức Cục trưởng Cục C03 của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm sử dụng hai thuộc hạ thân tính, được coi như là cánh tay trái và cánh tay phải đó là thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, tên thường gọi là Sơn Mượt, trưởng phòng 09 của cục C03, phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng buôn lậu. Đại tá Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1976 quê quán Quảng Ninh, cuối năm 2022 được điều động về Bộ Công An làm cục phó cục C03 và mới đây đã nhận quyết định lên cục trưởng C03 một cách kín đáo, không thông báo trên báo chí vì sợ nhiều người kiện cáo và tố giác những việc làm sai trái trong quá khứ của Phương. Khi làm cục phó C03, Đại tá Nguyễn Quang Phương thường xuyên tống tiền các doanh nghiệp và các cá nhân, thậm chí có những nạn nhân ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Đối với thành phần được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ định khởi tố, bắt giam, thì Nguyễn Ngọc Lâm và thuộc hạ không dám cướp tài sản, nhưng thay vào đó sẽ hành hạ tinh thần và thể xác của họ một cách giả mang để ép cung. Có những bị can, nguyên là ủy viên trung ương đảng, khi bị giam tại trại giam Bắc Ninh, Bắc Giang và Phú Thọ. Ngọc Lâm chỉ đạo giám thị, cho giam chung phòng với các đối tượng giang hồ, giết người. Các tội phạm này đánh đấm và đổ nước tiểu vào cơm, đồ ăn, khạc nhổ lên người, lên mặt họ. Sau đó Ngọc Lâm sẽ đến ép cùng Thí dụ điển hình vào tháng 9 năm 2022, Ngọc Lâm và Sơn Mượt vào tận buồn giam công an tỉnh Bắc Ninh ép các bị can phải khai rằng sau khi nhận hối lộ đã đưa số tiền này cho thủ trưởng của họ. Bằng thủ đoạn lưu manh giả danh trí thức, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm kiếm tiền, kiếm công danh bằng lời khai của các bị can. Nhờ có nhiều tiền và thành tích mà Ngọc Lâm leo lên đến chức Thứ trưởng Bộ Công an. Đặc biệt, tận dụng tình thế đục nước béo cò, Ngọc Lâm nhanh tay cưỡng nhiều triệu đô la Mỹ từ quan chức để giúp họ thoát tù tội và bảo toàn được sự nghiệp chính trị. Có trường hợp không có tội, Ngọc Lâm cũng hù dọa là các bị can ở trong trại tạm giam đã khai anh hoặc chị có nhận tiền tham nhũng hối lộ. Nhiều gia đình Lâm Cảnh túng quẩn phải đi vay mượn khắp nơi về cúng nạp cho Ngọc Lâm có những ủy viên trung ương đảng kéo hàng chục triệu đô la Mỹ đến cống nạp cho Ngọc Lâm, điển hình như Thái Thanh Quý, Bí Thư Nghệ An, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng, Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Nghệ An, hiện đang nhờ Ngọc Lâm chạy chức Bí Thư Quảng Ninh hoặc Khánh Hòa. Và đây là hình Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra, Ngọc Lâm còn lấy lời khai của các bị can trong vụ đại án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Văn Hậu, Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Duy Hưng, tập đoàn Thuận An, để khống chế các lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội thành con tin, biến họ thành tù nhân lệ thuộc của tân thứ trưởng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Cụ thể như trường hợp Lê Minh Hưng, trưởng ban tổ chức Trung ương, mặc dù trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2022 đã nhận hối lộ 75 triệu đô la Mỹ của Trương Mỹ Lan để giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng từ ngân hàng SCB và dung túng cho sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển gần 28 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài, nhưng được Nguyễn Ngọc Lâm rút hồ sơ ra khỏi đại án Vạn Thịnh Phát. Trường hợp thứ hai, Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bảo kê cho sân sau của mình là công ty cây xanh Công Minh và nhận hối lộ của hậu pháo 1 triệu đô la Mỹ cũng được Ngọc Lâm rút khỏi hồ sơ vụ án. Trường hợp thứ ba, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận 5 triệu đô la Mỹ và một căn biệt thự tại ven sông Sài Gòn Pier của Trương Mỹ Lan cũng được Ngọc Lâm rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Thông qua những đại án trên, Nguyễn Ngọc Lâm dương dương tự đắc là nghiệp vụ thăm hậu, phá án tài giỏi, nhưng Lâm chỉ có thể lòe với từng lớp bần cố nông, từng lớp bị nhòi sọ lâu ngày khó tẩy rửa, mới tin Ngọc Lâm có năng lực phá án. Ngọc Lâm không có kiến thức cơ bản về luật tố tụng hình sự, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tất cả các bằng cấp của Lâm đều mua bằng tiền. Cụ thể như bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành cảnh sát kinh tế, học viện cảnh sát nhân dân. Ngọc Lâm chỉ ghi danh và có người học thế. Các bản điểm từ cấp 1 đến cấp 3 của Nguyễn Ngọc Lâm tại Yên Thành, Nghệ An đều có kết quả học tập thuộc loại yếu và trung bình. Có thể Lúc còn ở dưới quê, Ngọc Lâm không có tiền nhờ người học thế và mua điểm nên có kết quả không mong muốn. Và đây là hình Phạm Thị Thanh Nga, vợ tướng Ngọc Lâm. Tân Thứ trưởng Bộ Công an hiện có khối tài sản kết xù hơn trăm triệu đô la Mỹ cùng với ba khách sạn ba sao tỏa lạc trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Hai khách sạn ba sao tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Một khách sạn hai sao tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An chính biệt thự villa đang cho thuê ở bán đảo Tuần Châu, Quảng Ninh. 21 căn hộ chung cư cho thuê rải rác ở Hà Nội và Sài Gòn. Trong hồ sơ kê khai lý lịch vào ngành công an của Ngọc Lâm, ghi rằng gia đình bần cố nông nên không có căn cứ cho Ngọc Lâm biện hộ rằng tài sản khủng kể trên là do cha mẹ và ông bà để lại. Với quyền lực trong tay, Nguyễn Ngọc Lâm đã giúp vợ là Phạm Thị Thanh Nga, khi đó là giám đốc chi nhánh ngân hàng SCB, ở Thăng Long, Hà Nội, đục khoét, cướp phá nhiều tài sản của nhà nước. Hiện nay, bà Nga và nhóm tùy tùng đầu đất chạy qua ngân hàng Isim Bank tiếp tục vơ vét, cướp phá. Tân Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm và vợ Phạm Thị Thanh Nga hiện vẫn ngang nhiên sống một cuộc đời vương giả bất chấp những sai phạm đã và đang diễn ra. Từ một kẻ hạ đẳng, thấp kém về mọi mặt, nay Thiếu tướng Ngọc Lâm thâm hậu hơn xưa khi được Bộ trưởng Lương Tâm Quang trao thêm quyền lực, Thứ trưởng Bộ Công an. Theo đánh giá của những người từng công tác lâu năm trong ngành công an, việc Ngọc Lâm thao túng Lương Tâm Quang không phải xảy ra một sớm một chiều, mà từ thời Quang còn làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ngọc Lâm rất căm ghét và khiếp sợ Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nên chọn cung phụng Lương Tâm Quang. Về việc phân chia nhiệm vụ, phần hành phụ trách cho các Thứ trưởng Bộ Công an, thay vì chọn người có khả năng và đạo đức để giao việc, lương tâm quan, không biết vì đô la Mỹ hay vì sức ép nào khác, lại chọn những miếng bánh ngon, giao cho Nguyễn Ngọc Lâm phụ trách, như Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ C07, Cục Cảnh sát Giao thông C08, Viện Khoa học Hình sự C09, Quản lý mạng trinh sát khối C, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng C10. Ngày 12 tháng 9, Ngọc Lâm còn được giao thêm nhiệm vụ phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia. Cuộc đời Ngọc Lâm là một bước lên mây như diều gặp gió. Rồi đây, với quyền lực lớn hơn, thứ trưởng Bộ Công an, Ngọc Lâm sẽ ăn cướp tinh vi hơn và thao túng lương tâm quan nhiều hơn. Chu Ngọc Quang Vinh không phải là cá biệt Ngày 14 tháng 9, VOA Tiếng Việt đăng bình luận trên đỉnh Olympia không có đảng của blogger Nguyễn Nhân. Tác giả nhắc lại bài đăng Facebook gây bão dư luận của nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái vào đúng dịp quốc khánh. Tác giả cho biết, phần thưởng dành cho quán quân, giải nhì và giải ba, cuộc thi năm của đường lên đỉnh Olympia là học bổng du học tại Úc với tỷ lệ khác nhau. Tính đến năm 2023, sau 23 năm tổ chức cuộc thi, chỉ có 3 quán quân trở về Việt Nam làm việc sau thời gian học ở Úc. Tác giả cũng nhắc lại việc ý muốn được sống ở nước ngoài của Quang Vinh bị nhiều người và báo chí chính thống nhà nước lên án, cho đó là tư tưởng ích kỷ, lệch lạc, vô ơn với đất nước, chỉ quan tâm đến bản thân, đến lợi ích viễn vong ở các nước phương Tây xa xôi. Và đây là hình bài trên VOA. Tác giả nhận xét, cảm xúc của Quang Vinh không phải chuyện mới mẻ hay lạ lẫm, hiếm hoi gì. Ngược lại, nó là hiện tượng phổ biến từ lâu, đến nỗi đi kèm với thuật ngữ, nhạc đảng, khô đoạn. Nghĩa là đảng cho rằng thành thiếu niên bàn quan về chính trị, thiếu niềm tin vào đoàn và đảng, coi vật chất trên hết, thoái thác nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, tác giả đề cập đến việc hàng ngàn hội nhóm, tổ chức, tự phát của thanh niên tự nguyện đi làm các công việc giúp ích cộng đồng như dạy chữ cho trẻ em nghèo và người lớn thất học, đi bắt cướp, đi hút đinh, đi vá đường, chăm sóc người già, người khuyết tật, neo đơn. Không thể thống kê nổi vì những tổ chức này có thể sinh ra và hoạt động hăng say bất kỳ lúc nào, nhưng họ chẳng đăng ký gì với nhà nước cả. Tác giả đặt câu hỏi, đó mà là vị kỷ, ham hưởng thụ là không có lý tưởng cao đẹp với cộng đồng, với đất nước ư. Sự thật chính là đa số thanh niên không quan tâm đến đảng, đến đoàn là vì bản chất hoạt động của chính các tổ chức đó. Tác giả nhận định, việc trở thành đảng viên có mối quan hệ sâu sắc và kỳ dị với vấn nạn tham nhũng, bởi vào đảng đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến và được hưởng một thứ đặc quyền. Đảng viên làm lãnh đạo trong bộ máy nhà nước có quyền ký duyệt những dự án đem lại lợi nhuận cho người khác, nhưng bản thân lại được hưởng mức lương rất thấp. Vì vậy, dù là ai thì lâu dần cũng sẽ đi đến kết luận chia sẻ lợi ích trong những việc này là hợp đạo lý và thế là bắt đầu quá trình tham nhũng, ăn hối lộ, vòi vĩnh. Và đây là hình một số đảng viên đã bị sổ khám vì tham nhũng. Những người trong sạch thì trước sau cũng chủ động hoặc bị đánh văn khỏi bộ máy. Tác giả đánh giá tham nhũng từ trên xuống dưới phổ biến, nghiêm trọng và công khai trắng trợn đến nỗi người dân chẳng còn một chút lòng tin nào vào đảng và nhà nước. Những ai mặn mà với đảng chỉ có thể thuộc một trong hai loại. Thứ nhất là ngây thơ, vẫn còn tin tưởng vào những khẩu hiệu vang dội. Thứ hai chính là loại toan tính, mưu đồ, muốn leo cao để ăn nhiều. Tương tự, tác giả chỉ ra điểm hấp dẫn nhất của việc vào đoàn, đó là được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo trong nhà trường, sau đó được kết nạp đảng, và giữ các chức vụ trong bộ máy chính quyền rất nhiều người đã trở thành các bí thư tỉnh ủy bằng con đường này tác giả mỉa mai con đường ngoằn ngoèo để trở thành lãnh đạo này rất hấp dẫn vì nó không đề cao chuyên môn không bắt buộc người ta phải xuất sắc nổi bật về trí tuệ và đạo đức tác giả cho rằng thanh thiếu niên bây giờ không quan tâm đến đảng đoàn trên đỉnh olympia từ trước tới giờ không có đảng đó là sự thật chính những người lãnh đạo đảng, đoàn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng khi sự thật đó được nói công khai qua miệng một thanh niên 17 tuổi là một hạt giống tốt thì nó trở nên đáng lo ngại. Lo ngại tư tưởng đó sẽ đánh thức và lan tỏa vào các thanh thiếu niên khác. Có thế thôi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chu Ngọc Quang Vinh không phải là cá biệt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.